Xin chào cả nhà thân yêu ơi, chào mừng cả nhà đã trở lại kênh của Hoa Fashion Mini nha. Các bạn ơi, qua đi ngang qua đây nè các bạn, qua thấy hoa dại mọc ven đường rất là đẹp luôn các bạn ơi. Nguyên một sắc màu tím luôn. Đây là hoa nghệ Tây nha các bạn. Nó có tên tiếng Tây là Coros. Đó, các bạn. Qua chia sẻ cho các bạn cùng xem nha. Đó, có những con ong đó các bạn thấy không? Hoa này nó ong nó tới nó hút mật ha. Hoa này nó có rất nhiều sắc màu luôn các bạn, nó có màu vàng nữa nè, tím lợt nè, tím đậm nè. Tím cà, tím than. Rồi màu vàng, màu trắng nữa các bạn, nhưng mà ở chỗ này toàn là màu tím thôi ha. Đó. Và chia sẻ cho các bạn cùng xem. Rất là đẹp ha các bạn. Hoa dại mọc ven đường. Hoa dại mọc ven đường đẹp ngất ngây luôn nha. Nó thật là dài luôn đó các bạn. Thấy những con ong nó đậu đậu vô thấy thích quá. Các bạn ơi, ở đây là kế bên đường xa lộ luôn nhé các bạn. Ở bên đây là cái con đường cho người ta chạy xe đạp nè, cho người ta tập thể thao nè ha. Rồi còn bên kia là đường xa lộ ha, xe chạy dập dìu luôn. Hôm nay trời nắng ấm lắm các bạn, 19 độ ha. Nắng lắm, chói lắm mà không biết qua quay đại đó, không biết các bạn có thấy không. Đây, cho các bạn xem nè, người ta chạy dạo đó, nguyên một khúc luôn màu tím không. Hoa nghệ Tây này còn có công dụng tốt cho sức khỏe nữa đó các bạn ơi. Cái nhị của nó rất là quan nghe nè, cũng đắt tiền lắm đó nha. Nè các bạn, mùa xuân bắt đầu nè, mấy cái cây này nó bắt đầu nó nhú nhú cái nụ nè các bạn thấy ha. Đó. Các bạn ơi, ở đây là sát đường xa lộ luôn, thành ra nó hơi ồn nha các bạn. Qua để sát cho các bạn xem nha. Đẹp ngất ngây phải không các bạn? Đó, những con ong làm việc nè, đi hút mật nè. Con nghe nói nhị hoa tỏi tây rất là đắt tiền luôn đó các bạn ơi.
Rồi, ở bên đây nữa. Ha, các bạn cùng ngắm hoa dại dưới hoa nha, ở ven đường nha, đẹp ngất ngây luôn. Màu tím chung tình nè, màu tím huyền bí nè các bạn. Các bạn ơi, qua phát hiện ở chỗ này một vùng trời màu tím luôn các bạn ơi. Thấy mê quá. Nó bên cạnh đường cao tốc luôn các bạn. Wow, đẹp quá ha. Quay luôn cho các bạn xem. Kéo lại cận cảnh làm cho các bạn thấy rõ cái hoa ha. Cái này hoa mọc dại thôi mà quá chừng nhiều luôn, đẹp quá đi. Các bạn thấy nghe xe ồn ồn ha, tại vì sát xa lộ luôn. Đẹp quá các bạn. Đó, nó còn dài dài tới nữa kìa. Qua để luôn vậy luôn ha, qua đi từ từ tới luôn ha. Này để qua đi kiếm giờ nè. Kiếm giờ để chạy marathon nha các bạn. Đẹp quá các bạn ơi. Để qua vừa đi vừa quay ha. Cái gì nó hơi rung rung thì các bạn thông cảm nha các bạn. Nó còn dài lắm các bạn. Ồ, kỳ này qua làm một cái video hoa màu tím nữa. Nó sát đường xa lộ luôn á các bạn. Nè, cái đường này để cho người đi bộ chạy xe đạp. Đó, phía trước có người ta tập thể thao nữa đó các bạn thấy không? Đó, qua quay ra chút cho các bạn xem. Không biết qua zoom lại nó có mờ mờ không? Tại qua zoom lại đặng qua quay hoa cho nó gần cho nó thấy đẹp đó các bạn.
Chắc làm lại bình thường đi. Đó, nó mút tuốt xuống cuối luôn kìa các bạn ơi. Và đi hơi nhanh nhanh nữa nha, không biết có sao hôm nữa. Để về mà coi lại không có ấy rồi bỏ uổng. Các bạn ơi mê quá, phát hiện một vùng trời màu tím. Một vùng đất màu tím đi, không nói vùng trời màu tím thì không đúng lắm hả, phải không các bạn? Vùng đất màu tím luôn nè. Wow, chừng không? Đẹp quá. Các bạn ơi, Hoa xin kết thúc video đây nha các bạn. Đây nè, hoa dừa màu tím màu vàng xen lẫn nè, nhìn cũng đẹp lắm ha. Nếu các bạn thấy thích video này thì xin hãy like, share, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ qua nha các bạn. Và xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Bạn luôn vui khỏe và bình an. Hẹn video sau nha các bạn. Kết thúc video qua để vô mấy cái màu vàng màu tím cho các bạn xem. Hoa tỏi tây nó có đủ màu hết nha. Đó. Màu vàng nghệ nè các bạn. Hẹn video sau nha các bạn. Yeah.